Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm Thứ Nhất Giảng Giải Phẩm tức là Phẩm Loại Phẩm này nói về Chủ Thế Gian và Chủ Xuất Thế Gian Đủ loại cảnh giới trang nghiêm vì diệu Trang nghiêm cõi nước, trang nghiêm cõi Phật không thể nghĩ bàn Thế tức là Thế Giới Chủ tức là Chủ Nhân Chủ Nhân của Thế Giới là Đức Phật Ngài không những là Chủ Thế Gian mà còn là chủ xuất thế gian. Chủ thế gian tức là tất cả chuyển luân thánh vương, tức cũng là kim chuyển luân vương, ngân chuyển luân vương, đồng chuyển luân vương và thiết chuyển luân vương. Bốn vị luân vương này chỉ làm được chủ thế gian mà không làm được chủ xuất thế gian. Diệu thì không thể dùng tầm suy nghĩ, không thể dùng lời nói để bàn luận. Nghĩa là nghĩ không đến, nói không ra. Nghiêm, tức là trang nghiêm, sự trang nghiêm này chẳng phải một số người có thể biết được thấy được thứ nhất nghĩa là bắt đầu phẩm này thuộc về phẩm thứ nhất cho nên gọi là phẩm thế chủ diệu nghiêm thứ nhất kinh văn tôi nghe như vậy bốn chữ tôi nghe như vậy rất là quan trọng phàm là bắt đầu kinh của đức phật nói đều có bốn chữ này dùng bốn chữ tôi nghe như vậy để mở đầu kinh có sáu ý nghĩa một khác với ngoại đạo tức là chẳng giống như ngoại đạo vì kinh của ngoại đạo mở đầu thì dùng hai chữ a ẩu a là không ẩu là có pháp nói ra chẳng phải có thì là không nên dùng a ẩu hai chữ để mở đầu kinh phật pháp thì chẳng phải như thế phật pháp thì chẳng có chẳng không chẳng không chẳng có chẳng rơi vào có chẳng rơi vào không ngoại đạo cho rằng có tức là có không có thì là không, đó là hai bên. Phật Pháp thì không rơi về hai bên, cho nên dùng bốn chữ tôi nghe như vậy để đại biểu mở đầu kinh. Hai chữ như vậy là chỉ lời văn của Pháp, tôi nghe nghĩa là lãnh nạp. Thế nào là chỉ lời văn của Pháp? Như vậy tức là Pháp này, không như vậy thì chẳng phải Pháp này. Pháp này là Pháp gì? Tức là Pháp trung đạo điệu nghĩa. Thế nào gọi là lãnh nạp? Tôi nghe tức là tôn giả a à nan nghe pháp nghe được pháp này nghĩa là lãnh thọ tiếp nạp hai rất tranh luận tranh tức là tâm háo thắng là trái với đạo sinh ra bốn tướng tướng ta tướng người tướng chúng sinh và tướng thọ mạng làm sao đắc được ta muội tranh những gì tranh đệ nhất tức là bây giờ chúng sinh đều muốn tranh đệ nhất cho nên có tranh luận bốn chữ tôi nghe như vậy là biểu thị bộ kinh này chẳng phải tôn giả A Nan tự nói mà là nghe được từ Đức Phật. Vì đây là Đức Phật nói cho nên đại chúng không có gì để nói, do đó mà chẳng còn tranh luận nữa. Bà không tăng giảm. Từ tôi nghe như vậy về sau, nhất thời Phật tại xứ nào với đại chúng bao nhiêu nói kinh gì, tất cả đệ tử không dám sửa đổi, không thể nhận sắc, tức là kinh văn không thể tăng một chữ cũng không thể giảm một chữ. 4. chất sự nghi ngờ của đại chúng Vì tôn giả A Nan ở trong đại chúng, Ngài là người trẻ tuổi nhất, đương nhiên đạo đức không đủ để cảm hóa người. Nhưng Đức Phật đem tạng pháp truyền trao cho Ngài, dạy Ngài kết tập kinh điển. Khi tôn giả A Nan lên pháp tòa thì đại chúng sinh ra ba điều nghi hoặc. A. À, nghi hoặc Đức Phật Thích Ca không vào Niết Bàn, còn trở lại thuyết pháp cho chúng ta vì ngài A Nan cũng có 32 tướng tốt trang nghiêm giống như Đức Phật, chỉ thân thấp hơn thân của Phật một chút mà thôi. B. Nghi hoặc mười phương chư Phật đến thuyết pháp. C. Nghi hoặc tôn giả A Nan đột nhiên chứng được quả vị Phật, vì tướng tốt của tôn giả rất trang nghiêm, khi tôn giả A Nan mở miệng nói, tôi nghe như vậy thì đầu não của các vị đại A-la-hán tỉnh lại không hề hoặc nữa. Năm sinh tín tâm khiến cho tất cả chúng sinh sinh tín tâm vì Pháp như vậy là đáng tin, Pháp không như vậy thì không đáng tin, cho nên nói như vậy là chỉ lời văn của Pháp. Sáu thuận đồng Đều thuận đồng với chư Phật ba đời, vì bắt đời chư Phật mở đầu kinh điển, đều nói bốn chữ tôi nghe như vậy, cho nên kinh của Phật câu thứ nhất mở đầu là tôi nghe như vậy. Khi Đức Phật sắp vào Niết Bàn, thì Ngài A Nan chưa chứng quả A-La-Hán, cũng chưa đoạn dục thử ái cho nên đau đớn khóc lóc rơi lệ bi ai đến cực điểm chẳng còn nhớ đến việc gì lúc đó tôn giả a nậu lâu đà đến nói với tôn giả a nan a nan đừng quá bi ai phật đem tất cả tạng pháp truyền cho ngài ngài là người tương lai kết tập kinh điển trách nhiệm trọng đại bây giờ nên đi thưa hỏi đức phật việc tương lai phải làm như thế nào tôn giả a nan nói phật vào niết bàn rồi Tương lai còn có việc gì nữa mà hỏi, chẳng còn việc gì nữa." Tôn giả A Nậu Lâu Đà nói, Phật vào Niết bàn rồi, việc quan trọng trong tương lai là Hoàng Dương Phật pháp phải mau đến hỏi Đức Phật." Tôn giả A nàn hỏi lại, "Vậy tôi phải hỏi Đức Phật về vấn đề gì?" Tôn giả A Nậu Lâu Đà nói, "Có bốn vấn đề vô cùng quan trọng, không hỏi không được." "Một khi Đức Phật còn ở đời thì chúng ta nương theo Phật khi Phật vào niết bàn rồi thì chúng ta nương theo ai? Tôn giả an Nan cảm thấy vấn đề này rất có đạo lý, tương lai chúng ta đi ở đâu? Điều này nên hỏi. Hai, khi Đức Phật còn ở đời thì chúng ta nương Phật làm thầy, khi Phật vào niết bàn rồi thì chúng ta nương theo ai làm thầy? Tôn giả A Nan nghĩ nếu không có Phật thì làm sao tu hành? Vấn đề này không hỏi không được. Ba, khi Đức Phật còn ở đời thì những tỷ kheo ác tánh Phật có thể hàng phục. Khi Đức Phật vào Niết Bàn rồi thì do ai điều phục? Làm sao điều phục? Tôn giả A Nan cảm thấy vấn đề này cũng nghiêm trọng, càng nên hỏi. Bốn khi kết tập kinh điển thì mở đầu kinh văn phải dùng chữ gì? Tôn giả A Nan nghĩ vấn đề này càng nên hỏi Đức Phật. Do đó, Tôn giả A Nan đến bên cạnh Đức Phật hỏi bốn vấn đề này, Phật trả lời cho ngài A Nan khi ta vào niết bàn rồi thì y theo bốn niệm xứng mà trụ đó là câu trả lời thứ nhất khi ta vào niết bàn rồi thì phải lấy giới làm thầy đây là câu trả lời thứ hai khi ta vào niết bàn rồi nếu có thể kheo ác tính không giữ giới luật thì đừng nói năng gì với họ đó là câu trả lời thứ ba khi cái tầm kinh điển thì mở đầu kinh dùng tôi nghe như vậy đó là câu trả lời thứ tư bốn niệm xứ là gì tức là thân niệm xứ thọ niệm xứ tâm niệm xứ pháp niệm xứ y chịu theo bốn niệm xứ này để tu hành thì có thể chứng quả có thể giải thoát tại sao chúng ta chẳng chứng quả tại sao không thể thoát khỏi luân hồi vì không quán thân bất tịnh quán thọ là khổ quán tâm vô thường quán pháp vô ngã chấp trước cái ta đây là của ta nhà là của ta đợi đến khi hơi thở không còn nữa thì gì cũng chẳng phải của ta cho nên có câu cá nhảy trong nước người nào ở nhân gian chẳng biết gieo phước lành tầm cứng tạo tội nghiệp vàng bạc chất thành núi nhắm mắt bỏ lại hết tay không trầu diêm vương hối hận quá muộn màng bây giờ giải thích đại ý về bốn niệm xứ một quán thân bất tịnh thân thể của chúng ta vốn chẳng sạch sẽ chín cái lỗ thường chảy ra những thứ bất tịnh dơ dáy như mắt thì có nghèn lỗ tài có cực váy mũi thì có nước mũi miệng thì có đàm thêm vào đại và tiểu tiện đã biết thân thể bất tịnh là túi da hôi thối thì không nên chấp trước nó nếu không chấp trước thì sẽ đắt được giải thoát không bị thân thể làm phiền vị lão tử biết điều ý này cho nên nói sở dĩ ta có đại họa vì ta có thân nếu ta không có thân này thì sao có hoạ Lão tử hiểu được lý quán bất tịnh Hai quán thọ là khổ Tất cả những gì tiếp thọ đều là khổ Khổ có ba thứ khổ Tám thứ khổ Vô lượng thứ khổ Ba thứ khổ là gì? Tức là khổ khổ, hoại khổ, hành khổ À khổ khổ Tức là khổ trong sự khổ Khổ lại thêm khổ Vì như có người vốn chẳng có nhà để ở Lại gặp ngày trời mưa Hoặc là không có quần áo mà gặp phải thời tiết lạnh hoặc là vốn không có cơm ăn lại sinh bệnh sinh bệnh không có tiền đi khám bác sĩ không có tiền mua thuốc uống đó là khổ trong sự khổ của kẻ nghèo b hoại khổ người nghèo thì có khổ khổ còn người giàu thì có hoại khổ hoại khổ là gì người giàu thì ở lầu cao cửa rộng trang hoàng đẹp đẽ chẳng may bị cháy nhà thiêu trụ nhà cửa hoặc là người có vàng bạc châu báu bị người trộm cắp hoặc là bị tai nạn như chiến tranh, nạn gió, nạn nước, đó đều là hoại khổ. C. Hành khổ Tức là con người từ khi sinh ra lớn lên trưởng thành rồi già nua và chết đi, luôn luôn biến đổi không ngừng, đó là hành khổ. Trong cuộc đời, tuy nhiên không có khổ khổ, không có hoại khổ, nhưng có hành khổ. Những thứ khổ này bất cứ ai cũng đều phải chịu, không có ai tránh khỏi được. Đức Phật lúc 80 tuổi còn phải thị hiện và niết bàn tám sự khổ là gì tức là sinh già bệnh chết thương yêu xa lìa ghét mà gặp nhau cầu mong không được nắm ấm xí thạnh a à, sinh là khổ khi con người sinh ra thì giống như ở giữa hài hòn núi đẻ ép sinh ra cho nên trẻ con mới sinh ra thì khóc lên đó là biểu thị sự khổ bắt đầu tiếp thọ sự khổ b già là khổ con người đến tuổi già thì tứ chi không linh hoạt, cử động rất bất tiện, mắt là tai điếc, tóc bạc răng rụng, luôn luôn không được tự tại, do đó có câu, tâm có thừa mà sức chẳng đủ. C. Bệnh là khổ. Đất nước gió lửa không điều hòa thì sinh bệnh, bệnh có đủ, sự thống khổ khó mà tả được. Để Chết là khổ. Bệnh khổ qua rồi thì chết khổ lại đến, đến lúc chết thì sự thống khổ giống như bò sống lột da, như rùa lột mai, thứ khổ này chẳng cách chi mà hình dung được. E khổ về thương yêu xa lìa. Sự khổ nhất của đời người là sinh ly tử biệt, vì có ái, ái là vực thầm tạo nghiệp. Nếu đoạn dục khởi ái thì nghiệp chướng sẽ nhẹ bớt. Nếu tình ái quá nặng thì nghiệp chướng sẽ nặng thêm, do đó có câu, nghiệp sạch tình không là Phật, nghiệp nặng tình mê là phàm Phu phàm phu vì tình mà mê nhìn không thấu được ái tình buông chẳng đặng ái tình cho nên mới có khổ ái là một thứ chấp trước lớn nhất thứ chấp trước này không dễ gì buông bỏ đặng khổ vì thương yêu xa lìa tức là vốn chẳng muốn từ bỏ nhưng nhất định phải từ bỏ là bị bắt buộc cưỡng bách mà từ bỏ tình trạng này rất là thống khổ như vợ chồng thì có khổ xa lìa của vợ chồng con cái thì có khổ xa đỉa của con cái bạn bè thì có khổ xa đỉa của bạn bè tóm lại có ái thì khi xa đỉa sẽ khổ f khổ về ghét gặp nhau thường cũng có sự khổ ghét cũng có sự khổ người mà ta ghét không muốn gặp nhưng lại gặp đó cũng là một thứ khổ g cầu khổ về cầu mong không được cầu danh không được danh cầu lợi không được lợi có con trai con gái không được mãn nguyện, cầu giàu sang không được giàu sang, tóm lại những gì mong muốn mà không thành công cũng là một thứ khổ. Hát khổ về nằm ấm dí thạnh, nằm ấm tức là xác thọ tưởng hành thức nằm ấm này chẳng không thì khổ. Cũng giống như bị núi nằm ấm đè, một chút tự do cũng không có, không có tự do tức là khổ. Thứ khổ này giống như lửa thiêu ở trong tâm. Vô lượng khổ là gì? Ở trên đã nói qua ba sự khổ và tám sự khổ, nếu phân tích tỉ mỉ thì trong mỗi thứ khổ lại có vô lượng khổ, trong vô lượng khổ lại có vô lượng khổ, khổ vô cùng vô tận, cho nên gọi là vô lượng khổ. Ba quán tâm vô thường. Tức là tâm quá khứ, tâm hiện tại và tâm vị lai, ba tâm không thể bắt lấy là vô thường, cũng có thể nói các pháp do nhân duyên sinh, các pháp do nhân duyên diệt, chẳng hoàng thường bất biến, cho nên gọi là vô thường. Quan sát tâm người là vô thường, chân tâm mới là thường. Tại sao nói tâm người vô thường? Vì tâm người kéo biến đổi, giống như sóng vậy, chẳng khi nào ngừng nghỉ. Tâm niệm này sinh thì tâm niệm kia diệt, niệm niệm liên tục không ngừng, lại giống như hạt bụi trong hư không, hốt lên hốt xuống, hốt đông hốt tây, không có nhất định đó là tầm vô thường. Gì là thường? Tức là thường trụ chân tâm, tính tịnh, minh thể. Đây là đạo lý quán tâm vô thường. Bốn quán pháp vô ngã, tức là quán sát, sắc thọ tưởng hành thức năm uẩn chẳng có cái ta ngã. Nếu như có cái ta, thì có chấp cái ta ngã chấp. Nếu lại chấp trước nơi pháp, thì có pháp chấp. Như thế thì chẳng được tự tại, chẳng được giải thoát. Nếu quán pháp vô ngã, hai pháp đều không, người cũng chẳng có ngã, pháp cũng chẳng có ngã, thì phá được người và pháp hai chấp. Đó là đạo lý quán pháp vô ngã. À, xác pháp, phàm là thấy được hình tướng, nói ra được danh từ thì tất cả hết thảy đều gọi là sắc pháp. Thứ hư pháp này nhìn không thủng buông chẳng đặng thì chẳng đắc được tự tại. Thứ sắc pháp này có nội sắc và ngoại sắc. Ngoại sắc tức là có hình chất. tức nhiên sắc bên ngoài có hình chất bên trong thì có bóng. Nội sắc tức là bóng, có bóng thì có vọng tưởng về sắc thì không thể vô ngã bạn ái trước sắc này là vì có cái ta ngã bạn chấp trước sắc này cũng là vì bạn có cái ta ngã. Nếu chẳng có cái ta thì không có gì để chấp trước, thì chẳng có trước ngại, đó là nhìn xuyên thủng. Nhìn xuyên thủng được thì buông bỏ được, buông bỏ được thì sẽ đắc được tự tại. Bề thọ pháp phàm là tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, ban đầu có sự lãnh thọ. Nếu không có cái ta thì chẳng có xúc trần, không có xúc trần thì đắc được tự tại. Ngược lại, nếu có cái ta tồn tại thì không được tự tại. C. Tưởng Pháp Tức là vọng tưởng. Tại sao bạn chẳng đối trị được vọng tưởng? Tức là vì có cái ta. Nếu không có cái ta thì vọng tưởng gì cũng chẳng có. nên đắc được cảnh giới vô sở tưởng đề hành pháp nghĩa là liên tục niệm niệm biến đổi không ngừng giống như nước chảy đó là hành uẩn muốn nhìn xuyên thùng hành uẩn thì phải đừng có cái ta ẻ e. thức pháp tức là mắt tai mũi lưỡi thân ý mạt na a à lại ra tám thức tám thức này cũng ở trong chân và vọng chỉ một cái biến thì biến thành đại viên cảnh trí không biến thì là tám thức chuyển tám thức thành bốn trí thì chẳng còn cái ta vô ngã quán pháp năm uẩn vô ngã được thì đó là quán pháp vô ngã tại sao đức phật dạy đệ tử lấy giới làm thầy vì giới là sinh thiện diệt ác nương giới làm thầy thì sẽ sinh ra các điều lành nương giới làm thầy thì sẽ diệt trừ các điều ác tôi nghe như vậy là gì cái gì là tôi phàm phu có sự chấp trước về cái tôi ngã chấp chấp hết thầy đều là sở hữu của tôi. Ngoại đạo có cái ngã, bậc A-la-hán và Bồ-Tát có cái giả ngã. Tôn giả A-nan An đã đắc được quả vị thánh nhân thì chẳng còn cái tà ngã nữa. Chữ tôi này là giả danh làm tôi, trên thực tế thì chẳng phải tôi. Tại sao phải có tôi giả danh? Vì nói nếu không có cái tôi thì tất cả chúng sinh đều sinh tầm sợ sẹt. Họ nghĩ tất nhiên chẳng có cái tôi thì hà tất phải tu đạo, tu hành cái gì, bèn sinh tầm sợ sệt Cho nên thuận theo thế tục nói giả danh là ngã đó là cái tôi của tôn giả a nan Tôi nghe, tôi làm sao nghe? Nghe là lỗ tai nghe, thân thể con người, mỗi bộ phận đều có tên của nó. Đầu thì có tên đầu, tay thì có tên tay, chân thì có tên chân, mỗi bộ phận đều có tên của nó nhưng tìm cái tôi không thể được bây giờ tại sao lại nói có cái tôi vì cái tôi này là tổng quát toàn thân tên là tôi vì tôi là tổng quát thân thể cho nên tôi nghe như là bất biến vậy là vô phi dùng hàng thường bất biến làm như quyết định không có chẳng phải làm vậy như là chỉ lời văn của pháp pháp như vậy tức là như vậy pháp không như vậy tức là không như vậy định như vậy, huệ như vậy, tịnh như vậy, động như vậy, tức là định huệ động tĩnh. Pháp như vậy là tôi A Nan nghe từ Đức Phật. Một thời Đức Phật tại nước Ma Kiệt Đà trong A à Lan Nhã Pháp Bồ Đề Tràng. Một thời, tức là một thời, một thời này là thời nào? Là thời mà tôn giả A Nan nghe Đức Phật thuyết pháp vậy vào năm nào tháng nào ngày nào giờ nào tại sao chẳng có ngày tháng chính xác vì sự dùng lịch ở Ấn Độ và Trung Quốc chẳng giống nhau giống như bây giờ có âm lịch và dương lịch nếu đem ngày tháng của Ấn Độ dịch thành ngày tháng của Trung Quốc thì phải tìm tòi tính toán khảo chứng cần thời gian kết quả chẳng có đại dụng là bao hơn nữa vì Phật pháp thì có chư thiên và chúng sinh trong mười phương thế giới đều đến nhà pháp càng không cách trì nhớ ngày tháng chính xác hơn nữa vì bộ kinh này có lúc nói ở nhân gian có lúc nói ở trên cùng trời do đó trong kinh chẳng nói năm nào tháng nào ngày nào giờ nào mà dùng một thời để đại biểu cho ngày tháng một thời tức là thời thành tựu ở trong sáu thành tựu sáu thành tựu là một tin thành tựu hai nghe thành tựu ba thời thành tựu bốn chủ thành tựu, năm xứ thành tựu, sáu chúng thành tựu. Một tin thành tựu, như vậy là tin thành tựu, pháp như vậy là đáng tin, là tránh trì, tránh kiến. Hai nghe thành tựu, tôi nghe, là nghe thành tựu, tôi an nan, nghe được pháp này, y pháp tu hành thì sẽ thành tựu đạo nghiệp. Ba thời thành tựu, một thời là thời thành tựu, tức là lúc Đức Phật thuyết pháp bốn chủ thành tựu đức phật là chủ thuyết pháp trong kinh hòa nghiêm có lúc bồ tát là chủ thuyết pháp năm xứ thành tựu đạo tràng là xứ thành tựu đức phật thuyết pháp ở dưới cội bồ đề đây là đạo tràng sáu chúng thành tựu những người nghe pháp là chúng thành tựu các đại bồ tát và đại a la hán đều nghe đức phật thuyết pháp đức phật ở tại nước ma kiệt đà phật là nửa chữ phạm gọi đầy đủ là phật đà gia còn gọi là bố đà gia phật nghĩa là bậc giác ngộ phật giác ngộ có ba nghĩa tức là tự giác giác tha giác mãn do đó có câu ba giác tròn vạn đức đầy cho nên xưng là phật tự giác khác với phàm phu phàm phu tuy nhiên có bổn giác nhưng không giác ngộ vẫn hồ đồ lấy phải làm trái lấy trái làm phải một đời bận rộn ở trong danh lợi cho nên phật giác và tự giác của phàm phu chẳng giống giác tha khác với tiểu thừa người tiểu thừa chỉ tự giác mà không giác tha mình minh bạch đạo lý sinh tử mà không đi giáo hóa chúng sinh khiến cho chúng sinh cũng minh bạch đạo lý sinh tử cho nên giác tha chẳng giống với tiểu thừa giác mãn khác với bồ tát bồ tát thì tự giác rồi lại giác ngộ kẻ khác nhưng không giác mãn Phật thì giác hạnh viên mãn, cho nên giác mãn chẳng giống Bồ Tát. Làm thế nào để giác hạnh viên mãn? Đó là ba A Tăng Kỳ tu phước huệ trăm ngàn ức kiếp trồng tướng tốt. Đức Phật ở trong ba đại A Tăng Kỳ kiếp tu phước tu huệ trong trăm đại kiếp tu công đức tướng tốt. Cho nên Đức Phật ba giác đều viên mãn, vạn đức đầy đủ nên đã thành Phật. Nước Ma Kiệt Đẻ ở tại hướng Đông Ấn Độ dịch là không độc hại, vì dân chúng của nước này đều có tinh thần từ bi hỷ giả. Ai cũng chẳng độc hại ai, ai cũng chẳng làm thương hại đến ai, đều biết bỏ ác hướng thiện, cho nên Phật lựa chọn nơi này để thành Phật. Trong A-lan-nhã Pháp Bồ Đề Tràng, A-lan-nhã dịch là nơi vắng lặng là nơi không có ổn náo tại Tùng Lâm, trong núi là đạo tràng tu hạnh đầu đà, hổ hạnh. Tuy nhiên ở trong Tùng Lâm cũng khởi vọng tưởng, nếu thanh tịnh thì dù ở thành thị cũng chẳng có vọng tưởng, đó tức là nơi A à Lan Nhã. Pháp là phương pháp, là tu phương pháp vắng lặng, phải minh bạch phương pháp tu hành mới không bị cảnh giới làm lay chuyển. Ngược lại chuyển được cảnh giới Do đó, người chuyển được cảnh giới, cảnh giới không chuyển được người Đó tức là A-Lan-Nhã à Pháp Bồ Đề Tràng, tức là nơi Đức Phật giác ngộ Lúc trước, khi Phật chưa thành Phật, thì cũng là chúng sinh Sau khi thành Phật rồi, là chúng sinh đại giác viên mãn Cho nên nói là Đạo Tràng giác ngộ Ai giác ngộ? Là chúng sinh giác ngộ Đạo Tràng chúng sinh giác ngộ, cho nên thành Phật Do đó, giác là Phật mê là chúng sinh. Đức Phật tù khổ hạnh 6 năm tại núi tuyết, mỗi ngày chỉ ăn một hạt mè, sau đó mới đến dưới cội bồ đề, phát nguyện nếu không thành đạo thì ngồi chỗ này quyết không đứng dậy. Ngài tĩnh tọa 49 ngày, đêm cuối cùng thấy sao mai mọc mà ngộ đạo. Ngộ đạo gì? Biết được sinh từ đâu đến, chết rồi đi về đâu. Sau khi giác ngộ, Ngài nói, Lành thay, tất cả chúng sinh đều có trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không chứng đắc. Ban đầu thành tránh giác, vì Đức Phật tu nhân hòa vạn hạnh nên thành tựu quả vị Phật vô thượng, tu nhân tròn thì kết quả đầy cho nên thành Phật. Vị Phật này là ai? Tức là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, giáo chủ thế giới ta bà này. Thích Ca dịch là năng nhân, là họ của Đức Phật. Mâu Ni dịch là tịch mặc, là tên của Đức Phật. Năng nhân biểu thị thiện hay ban hành nhân từ. Tịch mặc biểu thị tịch nhiên bất động. Sau khi Đức Phật thành đạo, Ngài suy tư chư Phật quá khứ sau khi thành Phật, trước hết đều nói kinh hoa nghiêm. Chư Phật hiện tại sau khi thành Phật, trước hết cũng nói kinh hoa nghiêm. Chư Phật vị lai sau khi thành Phật, cũng sẽ nói kinh hoa nghiêm tóm lại trước hết chư phật đều nói kinh hoa nghiêm mới kiến lập được cơ sở của pháp cho nên kinh hoa nghiêm là gốc rễ của tất cả các pháp khi đức phật ban đầu thành chánh giác thì nói bộ kinh hoa nghiêm này thời gian 21 này, thì nói xong bộ kinh này thời nói kinh hoa nghiêm là thời thành tựu ban đầu thành chánh giác là chủ thành tựu nước mà kiệt đề trong a à Lan nhã pháp bồ đề tràng là xứ thành tựu mặt đất kiên cố do kim cang làm thành chỗ của đức phật thích ca mâu ni ban đầu thành chánh giác là ở tại nước mà kiệt đề dưới cội bồ đề lúc đó đất ở bốn phía chung quanh cây bồ đề đều biến thành rất kiên cố đất này chẳng phải đất mà là do đá kim cương làm thành đá kim cương là vật cứng chắc nhất có ba thứ tác dụng, đó là cứng chắc, sáng và sắc bén. Một cứng chắc là biểu thị trí nguyện của con người phải kiên cố, bất cứ vật gì cũng không thể phá hoại được. Hai sáng, tức là quang minh, biểu thị trí huệ của con người phải sáng suốt. Ba sắc bén là biểu thị sự tinh tấn của con người phải nhanh chóng như sự sắc bén của thanh kiếm. Phía trên có bánh xe bóng tốt đẹp, có vô số hoa báu và châu mani thanh tịnh dùng để nghiêm sức. Phía trên nhất có bánh xe báu không thể nghĩ bàn và có rất nhiều thứ hoa báu anh lạc. Còn có châu mani báu thanh tịnh dùng để nghiêm sức đạo tràng, bánh xe báu và hoa báu rất mỹ lệ. Lạ, lại thêm châu mani báu thanh tịnh càng làm cho trang nghiêm thêm. Các biển màu sắc tướng hiển hiện vô biên. Châu mani là một thứ bóng, màu sắc của nó đặc biệt rất đẹp, có rất nhiều màu sắc ánh sáng vạn tía ngàn hồng. Vì màu sắc rất nhiều tướng, giống như biển, nhìn rất trang nghiêm phi thường, đặc biệt đẹp đẽ, cho nên nói các biển màu sắc, màu sắc và sự trang nghiêm này hiện hiện ra vô lượng vô biên để trang nghiêm đạo tràng.